Xin chào các bạn. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã nghe về cái câu thành ngữ nếm mật làm gai. Thế tuy nhiên là nhiều người có thể sẽ chưa hiểu đúng về nguồn gốc xuất xứ và ý nghĩa của cái câu nói này. Bản thân mình trước đây cũng vậy, mình cũng chưa hiểu đúng ý nghĩa của nó. Tuy nhiên khi mà đọc được cái câu chuyện Việt Vương Câu Tiễn ở trong sách Sử Ký Tư Mã Thiên thì mình mới hiểu rõ được cái nguồn gốc của cái câu nói nếm mật nằm gai này là như thế nào và ý nghĩa của nó ra sao. Thì mình xin kể vắn tắt lại cho các bạn nghe cái câu chuyện về Việt Vương Câu Tiễn với cái xuất xứ của cái câu nếm mật nằm gai này. Thì trước đây ở Trung Quốc thì nó có cái nước, một cái nước nhỏ gọi tên là nước Việt. Thì nước Việt này có mâu thuẫn thù địch với nước Ngô rất nhiều đời rồi, và đã xảy ra rất nhiều cái cuộc chiến tranh giữa hai nước này. Thế thì khi mà đến cái thời của Câu Tiễn là lên ngôi làm vua của nước Việt thì nước Ngô là phục thù chuẩn bị đem quân sang đánh nước Việt, thì nước Việt lúc đấy là Câu Tiễn là mới biết là nước Ngô chuẩn bị tấn công mình mới đem quân để đánh nước Ngô. Đấy. Thế tuy nhiên là trong cái trận chiến đó thì đã bị thua, Câu Tiễn đã bị thua nước Ngô và bị nước Ngô đuổi đánh và phải chạy dồn về núi Cối Kê để phòng thủ tránh lại, đấy, bị quân Ngô bao vây ở đó. Thế thì trong cái tình huống này thì rất là nguy kịch rồi. Thì bây giờ Câu Tiễn không biết làm thế nào. Thì lúc này mới có Câu Tiễn nước Việt lúc đó có hai cái vị quan, đó là Văn Chủng và Phạm Lãi. Thì hai cái người này cũng rất là tài trí và rất có nghị lực. Thì ông Phạm Lãi ấy và ông Văn Chủng này mới tư vấn cho Câu Tiễn là bây giờ thua trận rồi thì phải tìm cách mà làm hòa. Đấy. Làm hòa rồi thậm chí là quy hàng nước Ngô để mà bảo toàn được tính mạng. Thế thì Câu Tiễn mới nghe theo và cho người sang là nước Ngô gặp lúc đó vua nước Ngô đã Phù Sai thì sang để quy hàng. Đấy. Thì Phù Sai là vua nước Ngô lúc đó đồng ý nhưng với một điều kiện là bắt Câu Tiễn là cả gia đình Câu Tiễn, cả vợ cả chồng là sang nước Ngô để mà gọi là làm tù binh ở đấy. Đấy, sống ăn ở bên bên nước Ngô, và khi sang nước Ngô đấy thì Phù Sai là vua Ngô bắt vợ chồng Câu Tiễn này là phải sống rất khổ sở, rất khổ sở luôn, ăn thì ăn cám. À, phải đi chăn ngựa. Đấy, nói chung là khổ sai ở bên nước Ngô. Đấy. Thì cái vị quan Phạm Lãi này cũng đi theo vua Câu Tiễn này. Đấy, Phạm Lãi cũng rất là trung thành, đi theo Câu Tiễn sang bên nước Ngô để ở. Bởi vì trước đây là Câu Tiễn này đã từng đánh bại vua Ngô là cha của Phù Sai. Đấy. Thì tạo ra cái sự hận thù đó, và bây giờ Phù Sai kế ngôi của nước Ngô mới quyết trả thù và đánh lại Câu Tiễn ở nước Việt. Đấy, thì bây giờ khi mà Câu Tiễn đầu hàng như vậy thì bây giờ mới bắt Câu Tiễn sang làm tù binh và bắt ở Khổ Sai. Đấy, cho ở gần mộ của cha của Phù Sai, người mà đã bị Câu Tiễn đánh bại. Và trong cái thời gian 3 năm ấy thì Câu Tiễn sống một cái cuộc sống rất là khổ cực, rất là nhục nhã, bị mỉa mai, chê bai, bị phỉ nhổ, rất là nhục nhã. Thậm chí đến cái tình huống như thế này, đó là khi mà vua Phù Sai nước Ngô này là bị bệnh thì cái ông Câu Tiễn này
Đấy, nghe theo cái cách của cái ông Phạm Lãi đấy, là quan cận thần ấy, là tư vấn cho là bây giờ muốn chiếm được lòng của Vu Ngô để thoát được cái nạn diệt vong này thì bây giờ phải làm cái cách đó là nếm phân của Vu Ngô đấy, đích thân là cầu tiễn nếm phân của Vu Ngô để mà đoán bệnh cho Vu Ngô phù sai đấy. Thì khi mà cầu tiễn nhẫn nhục làm cái việc đó đấy, ông ta nhẫn nhục để làm việc đó thì quả nhiên là lấy được lòng của vua phù sai nước Ngô. Thì vua phù sai nước Ngô thấy rằng là đến con cháu mình đấy, mà còn không làm được cái việc đó mà phù sai đến cầu tiễn mà lại làm được cái việc đó nếm phân của ông ta, và từ cái việc nếm phân đó mà đoán ra bệnh của cái ông phù sai vua nước Ngô này, để đoán rằng là cái bệnh tình của ông vua nước Ngô này đang tiến triển tốt như thế nào, và từ đó mới chiếm được thêm cái lòng tin của cái ông phù sai vua nước Ngô này. Và sau đó một thời gian thì sau khoảng 3 năm ở khổ sai ở bên bên nước Ngô thì vua Ngô phù sai mới 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 gọi là cảm thấy tin tưởng được và tha tội cho Cầu Tiễn đấy, và thả Cầu Tiễn về nước đấy. Thì khi Cầu Tiễn về nước đấy, là thoát được cái nạn là bị giết ở bên nước Ngô, và khi về đến nước Việt thì lúc đấy thực sự là đấy là một cái khi mà ở nước Ngô đó là một cái sự sỉ nhục rất là nhục nhã rồi, xuống xuống dưới đáy có thể nói cảm giác như là xuống dưới đáy cùng cực rồi. Thì bây giờ quay về nước Việt thì với cái sự căm thù đấy mà ông ta quyết tâm là gây dựng lại nước Việt và để sẽ trả thù nước Ngô. Và để gây dựng lại nước Việt thì ông ta cũng không quên những ngày tháng khổ cực ở bên nước Ngô, và bây giờ muốn lấy được lòng của người dân thì ông ta cũng sống rất là dân dã, ông ta xuống ở cùng với người dân, cùng lao động, cùng sản xuất, cùng cày bừa để sống với dân, và từ đó chiếm được cái lòng tin của người dân đấy, và nhân dân người ta ủng hộ theo ông Cầu Tiễn này đấy. Và ông Cầu Tiễn này mới đưa ra cũng rất là nhiều cái chính sách đấy, rất là nhiều cái chính sách để mà ưu đãi cho người dân, rồi phát triển cái lực lượng, phát triển cái lực lượng sau này gọi là lực lượng đầu quân đấy, binh lính cho nước Việt. Và theo Cầu Tiễn thì trong vòng khoảng 10 năm đấy, thì Cầu Tiễn đã phục hồi lại được được đất nước đấy, và quân đội trở nên vững mạnh hơn. Thì tuy nhiên là lúc đó thì cũng chưa thể hiện ra mặt là muốn trả thù nước Ngô đấy, và cứ âm thầm để chuẩn bị như vậy. Thì trong cái thời gian đó, thời gian mà nước Việt Cầu Tiễn chuẩn bị như vậy, thì bên nước Ngô có một cái vị quan cận thần của vua đó là Tử Tư, thì thường xuyên là nhắc vua là phải tiêu diệt Cầu Tiễn để trừ họa đấy. Bởi vì có thể là bây giờ mà tha cho Cầu Tiễn ý, thì Cầu Tiễn sẽ khoảng tầm chục năm trở lại, chục năm sau là Cầu Tiễn sẽ tấn công nước Ngô và nước Ngô có thể sẽ phải chịu thất bại. Và khi mà nghe như vậy thì vua Ngô không không hài lòng chút nào với cái ông Tử Tư này. Thì bên cạnh cái việc mà trong nước thì xây dựng lực lượng, còn đối với nước Ngô thì Cầu Tiễn cũng nhờ cái sự tư vấn của Phạm Lãi và Văn Chủng thì đã tìm cách là mua chuộc một số cái quan ở trong triều đình của nước Ngô, rồi thậm chí là cống nạp, rồi thậm chí là cả tuyển cả người đẹp, trong đó có một cái nhân vật rất là đẹp nổi tiếng đó là Tây Thi đấy, để mang dâng sang cống tế cho vua nước Ngô đấy. Thì từ cái đó ấy, thì sẽ đánh vào cái tâm lý của vua nước Ngô là hám sắc đó, và lại nghe những cái tên cận thần nịnh nọt nữa, và vua Ngô thì càng ngày càng tin vào Cầu Tiễn, phù sai càng ngày càng tin vào Cầu Tiễn. Và khi mà nước Ngô này mà đang muốn tấn công nước 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 Tề này, rồi nước Tấn này để giành ngôi bá vương này,
Thì trong cái giai đoạn đó thì vua Ngô Phù Sai này dẫn cái đội quân tinh nhuệ đi chinh phạt ở nước Tề và nước nước Tấn. Thì trong nước Ngô lúc đấy là còn lại những lực lượng quân đội quân lính là già yếu rồi, xuống sức rồi, tức là ở địa phương là yếu. Thì lúc đó nhân cơ hội đó thì Câu Tiễn mới đưa cái lực lượng quân của mình sang và đánh úp và đánh thắng được, thậm chí giết chết cả con trai của vua Ngô Phù Sai. Đấy. Và lúc đó Phù Sai thì không làm gì được, và lúc đó đang ở xa mà. Khi nghe tin như vậy thì cho quân trở về thì trên quá trình đường xa như vậy thì tiêu hao cái sinh lực của quân lực, và khi về đến thì đánh nhau với quân của Câu Tiễn thì sức đã yếu đó, và đánh bị quân Câu Tiễn đánh đại bại, thất bại. Và lúc đó thì vua Ngô Phù Sai này cũng xin xin được tha, nhưng mà Câu Tiễn cũng muốn là mặc dù là cũng muốn trả ơn cho Phù Sai đã tha chết cho mình về nước. Thế nhưng mà Phạm Lãi này mới mới can Câu Tiễn rằng là không thể như thế được. Đấy, là bây giờ là đến cơ hội của nước Việt, và mới đuổi cái vua Phù Sai này về. Và lúc đó vua Phù Sai thua đại bại rồi thì uất ức và ông ta cũng tự sát mà chết. Đấy. Thì qua cái câu chuyện này thấy rằng là cái nhân vật Câu Tiễn này, này đấy, là trước đây thì ông ta cũng rất là hung hăng đấy, vì các cái đời vua trước và kể cả đến ông ta đã từng đánh thắng nước Ngô, và ông ta rất là hung hăng tấn công nước Ngô. Thế tuy nhiên là sau khi bị thua như vậy, bị bắt làm tù binh như vậy, trải qua một cái cuộc sống rất là nhục nhã và cảm giác như đã từng ông ta muốn muốn tự sát, nhưng mà với cái sự can ngăn khuyên giải và động viên tư vấn của cái ông quan Phạm Lãi này thì ông Câu Tiễn này ông chịu đựng cái sự nhẫn ông chịu đựng ông nhẫn nhục có thể nói cái sự cái nhẫn nhục có thể nói là cùng cực đấy. Thì ông ta phải sống cái đời sống đó là rất là khổ cực, và khi trở về nước ấy để không quên cái mối thù này thì mỗi một lần ông ta luôn treo trong trong nhà trong cái bếp ăn ấy, một cái mật mật lợn hay gì đó, vì chúng ta biết là mật lợn rất là đắng đúng không? Đấy. Thì mỗi mỗi một bữa ăn trước khi ăn thì ông ta nếm cái mật lợn này để cảm nhận được cái sự đắng đúng không? Cái đắng của mật lợn này để không quên được cái mối thù đối với nước Ngô. Đấy. Và ông ta nằm thì ông ta nằm trên đống củi. Đấy, rất là rộng, rất là gai góc, để thấy rằng là nằm để nếm một cái sự cay đắng đau khổ như thế để mà nuôi cái ý chí căm thù phục thù nước Ngô. Đấy, thì từ đó mà nó sau khi mà ông đã, Câu Tiễn này giành thắng lợi và xưng bá ở Trung Quốc, xưng bá vương Trung Quốc, thì cái tích mà nếm mật nằm gai này nó hình thành và rất là nổi tiếng. Đấy. Thì qua cái câu chuyện này mình thấy rằng là để mà có được cái thành công thì phải chấp nhận những cái sự khổ đau, thậm chí là những cái sự nhục nhã. Đấy. Tức là gần như có thể nói là cùng cực xuống dưới đáy. Đấy. Thì phải có bản lĩnh, phải chịu đựng được như vậy để qua cái cơn bi kịch thì nó sẽ đến cái hồi thay lai. Thì cái thông điệp của cái câu chuyện này là muốn giành chiến thắng được kẻ thù thì phải biết nhẫn nhục, phải có bản lĩnh chịu đựng. Đấy. Và làm sao để mà bảo toàn được tính mạng. Đấy. Rồi sau đó dần dần tìm cách để mà phát triển bản thân lên. Khi mà đủ lực lượng, đủ lớn mạnh thì mới có thể giành được chiến thắng. Thì cái câu chuyện này cho mình cái bài học là như vậy. Thế còn hiện nay trong cuộc sống thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều cái thử thách, rất nhiều cái thử thách. Đấy. Mà chúng ta phải vượt qua, và chúng ta phải chấp nhận
nếm mật nằm gai. Đấy, để chúng ta có hai vấn đề. Một, đó là chúng ta sẽ thu mình lại để rèn luyện nội lực, phát triển bản thân. Thứ hai nữa, khi mà chúng ta nhẫn nhục, khiêm hạ, hạ thấp mình xuống đấy, thì sẽ tránh được những cái sự đối đầu, tránh được những sự đối đầu và chúng ta tránh được những cái nguy hại. Thì đấy là một số cái điều mà mình rút ra được từ cái câu thành ngữ nếm mật nằm gai và cái tích truyện của nó như vậy, để cho mình bài học đó là trong cuộc sống nhiều khi có những cái vấn đề bất như ý nó xảy ra, những cái khó khăn nó xảy ra, những cái thách thức đến với mình muốn vượt qua được, muốn thành công được thì mình phải chịu đựng cái sự nhẫn nhục, sự khổ đau đấy, thì mình mới có thể vượt lên để mà thành công được. Thì đó là cái thông điệp của câu chuyện này. Và qua đây thì mong rằng các bạn cũng sẽ biết thêm về cái tích truyện, đó là nếm mật nằm gai là như thế nào. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.